cho nó ăn Tết luôn. Ừ đúng rồi. À. Giờ cắt liền hả? Ừ, cắt luôn. Cắt quay hả? Mấy tượng còn lại là nó tượng Tết cho có bông. Ừ. Chỗ kịp Tết mà. Ở dưới luôn, ở dưới luôn. Ống này đang bông mà. Cắt đây luôn đi, chừa cái tượng kia. Tại giờ cho nó nở nở ngay Tết luôn chứ đừng nở lát đát. Có mấy cái nụ rò của tược non bỏ thì phải để nằm từ cốc thôi. Nó xay gì nữa hả?